là đường chuyền của Tuấn Hạnh. Và Tuấn! Tỷ số được mở cho anh rất hay. 1-0 dành cho đội bóng phố núi. Một pha xử lý đầy nhạy cảm, một pha phối hợp cực nét giữa Tuấn Anh và Văn Toàn. Sự trở lại đáng giá bằng vàng 10. An Bù Kiên và Hồ Tấn Tài không thể theo kèm đối với Văn Toàn. Rất nhanh. Tỷ số là 1-0. Masaray. Victor Masaray. Rất hay, một pha nhà bóng rất hay của Papema. Tỷ số là 1-1. Không ai khác, Tiến Linh là người sẽ mang tỷ số cho BKMX Bình Dương. Một pha phối hợp chấp nhoáng bên phía cánh phải của BKMX Bình Dương. Và những như chúng tôi đã cảnh báo, không thể chủ quan với đội bóng đất thủ. Thi đấu không quá nổi bật, nhưng một pha phối hợp rất hay bắt nguồn từ Victor Masaray. Một pha nhà bóng rất hay của Papeoma và Tiến Linh dứt điểm một chạm cũng cực nhanh để đánh bại Trần Nguyên Mạnh. Chúng ta xem lại tình huống này. Một pha bỏ bóng như kiểu của Rivaldo để cho Ronaldo ghi bàn. Một pha phối hợp thường thấy của các cầu thủ Brazil. Và bây giờ Papeoma và Tiến Linh đã thực hiện lại pha phối hợp này trên sân vận động Hàng Đẫy. Rất hiểu ý nhau và rất hoàn hảo. Lực chuyền cũng vừa tầm. Cao Văn Triển. Đỗ Melo. Vẫn đang là Đỗ Melo dứt điểm. Tỷ số được mở dành cho Sài Gòn. Lại là Đỗ Melo. Một pha thoát đi rất nhanh và dứt điểm cực kỳ ấm áp của Đỗ Melo. Cuối cùng thì những sức ép của đội chủ nhà đã được đền đáp. Và không ai khác, Đỗ Melo chính là người khai thông thế bế tắc cho đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. 1-0 dành cho Sài Gòn ở phút thứ 68. Đến thời điểm này, cả hai bàn thắng của Sài Gòn đều được ghi do công của Đỗ Melo. Tỷ người tốt và một pha dứt điểm rất căng vào phía góc xa đã đánh bại thủ thành Nguyễn Văn Hoàng. Rất quyết đoán và rất hiểm hóc. Kinh nghiệm dày dặn đã giúp cho Đỗ Melo thực hiện thành công tình huống này. Xuân Trường. Bật nhả khá hay. Chuyền của Văn Toàn. Ronaldo! Và đã có bàn thắng thứ hai dành cho đội chủ sân Pleiku. Sự hưng phấn đang dâng cao trong đội hình của Hoàng Gia Lai. Một tình huống đập nhả rất hay ở khu giữa sân và đường chuyền với nhãn quan cực sắc của Văn Toàn. Và Brandao với một cú đá không quá mạnh nhưng đã lần thứ hai giúp cho cầu thủ Anh Gia Lai đánh bại thủ môn Minh Hoàng. Bàn thắng đầu tiên của Brandao ở mùa giải này. Tỷ số là 2-0. Hai bàn thắng chỉ trong vòng có 3 phút. Ít nhất là trong khoảng 5 phút vừa rồi. Thì đó là hình ảnh mà người ta muốn thấy từ Anh Gia Lai. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá của Brandao. Nhưng đây là một đường chuyền quá sắc bén của Văn Toàn. Bóng đi xoáy và đúng vào đà di chuyển của Brandao, loại bỏ hai cầu thủ Topeland Bình Định và đặt trung phong của đội chủ nhà vào thế đối mặt với thủ môn Minh Hoàng. Anh đã có từng 24 bàn cho câu bộ Hà Nội. Trịnh Văn Lợi, vẫn là Trịnh Văn Lợi, nguy hiểm, tuyệt vời. 2-0 cho cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Một pha xử lý rất tốt của Trịnh Văn Lợi. Một pha có thể nói là khống chế bóng và dẫn bóng cũng như là dứt điểm không giống với phong cách của một hậu vệ. Đây là niềm vui của chủ tịch cũng như là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thanh Hóa, Đông Á Thanh Hóa. Pha ghi bàn của Trịnh Văn Lợi khá giống với pha ghi bàn của Phú Nguyên vào lưới Hồ Văn Tú cách đây một tuần. Cũng là những tình huống mà tiền vệ trái xâm nhập vào khu vực trung lộ, không chia bóng và thoải mái tung ra và dứt điểm. Đúng là hệ thống phòng ngự của Nam Định có vấn đề, đặc biệt là những trận đấu trên sân khách. Phòng ngự cá nhân của Hoàng Trà là tương đối yếu và sau đó thì Lâm Anh Quang đã bị phân tâm giữa việc theo Trịnh Văn Lợi hay là bắt Samson trong tình huống mà anh này vượt lên. Còn với pha xử lý này của Trịnh Văn Lợi thì
chỉ có thể nói là xuất sắc. Khống chế chạm đầu tốt, sau đó là những pha tì người một cách hợp lý, hai nhịp, ba nhịp, và cùng với đó là pha cứa lòng chuẩn xác.